Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 25 đối tượng về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ 3 nam thanh niên tử vong tại đường Láng vào rạng sáng ngày 12 tháng 6 năm 2024. Theo tài liệu điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ mâu thuẫn bột phát sau khi tham dự buổi tiệc sinh nhật của hai nhóm thanh thiếu niên mang tên là nhóm Trẻ Giải Phóng và nhóm Toàn Sơ Bi. Quá trình rượt đuổi đánh nhau giữa hai nhóm đã xảy ra tai nạn khiến 3 người thiệt mạng. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, bắt giữ các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Đống Đa, quận Thanh Xuân điều tra làm rõ các đối tượng gây án trong vụ việc trên.